căng thẳng hàng ngày có thể gây ra cảm giác nóng lồng ngực do bị siết chặt ngực. Gaviscon chứa thành phần natri arginat, bicarbonat và canxi caronat giảm ngay cảm giác nóng rát chỉ sau 5 phút. Gaviscon tạo lớp treo trong vòng 4 giờ, ngăn không cho axit trào ngược, làm giảm kéo dài chứng ợ nóng. Gaviscon làm giảm chứng ợ nóng. Không dùng Gaviscon cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.